xe tải nhồi nhét di dân trong thùng xe bị lật, ít nhất 49 người thiệt mạng. Trưởng cơ quan bảo vệ dân sự Chiapas Luis Manuel Garcia cho biết chiếc xe bị lật tại một đoạn đường cong nguy hiểm ở ngoại ô thành phố Tuzla, Uteres, bang Chiapas ngày 9 tháng 12. Các quan chức suy đoán có thể tài xế đã chạy nhanh và bị mất lái khi đi vào đoạn đường cong, theo AFP. Ít nhất 49 người thiệt mạng trong vụ tai nạn và họ được tìm thấy bên trong thùng xe nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em, gần 60 người khác bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện, danh tính các nạn nhân vẫn chưa được công bố. Những năm qua, làn sóng người di cư từ Trung Mỹ ồ ạt tiến về phía Bắc để tìm cách đến Mỹ, đôi khi họ bị các nhóm đưa người nhập cư lậu rồi nhét lên những chiếc xe tải lớn. Chiapas là bang giáp với Guatemala và được cho là điểm trung chuyển lớn của những người di cư trái phép trước khi đến Mỹ thống đốc bang rutilo escandol đã gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân và chỉ thị các cơ quan hỗ trợ người bị thương điều tra xác định người chịu trách nhiệm